năm 1937 tôi hãy còn là một thiến niên hiên ngang oai hùng lắm. Một ngày kia, tôi phải mang theo một số tiền lớn lên đường nhập ngũ. Thôi, thế là hĩnh biệt chuỗi ngày vui vẻ hồn nhiên rong chơi ngoài phố với chiếc áo phanh ngực bay phất phơ theo gió. Tôi phải thay đôi giày ngắn cổ xinh xắn, đánh xi bóng lộn bằng đôi ủng to tướng sực mùi da thô và đeo chiếc dây lưng to bự. Nhập ngũ được hai tháng, thì bữa kia, đơn vị tôi được tin sẽ có đoàn thanh tra xuống kiểm tra đích thân ngài tổng chỉ huy sẽ xuống kiểm tra đấy viên chỉ huy đại đội căn dặn các sĩ quan trẻ chúng tôi việc đầu tiên của ngài bao giờ cũng là bắt các sĩ quan đọc tên chiến sĩ còn chiến sĩ thì đọc tên sĩ quan các sĩ quan chúng tôi ai nấy hoảng hốt triệu tập ngay binh sĩ bắt họ phải học thuộc những điểm ghi trong giấy khai sinh và họ tên các sĩ quan của mình lần ấy cũng như mọi năm ngài tổng chỉ huy đến rất đúng giờ ngài cho dừng xe cạnh một đại đội và hỏi ngay người lính đầu tiên ngài gặp tên tuổi, quê quán anh ta, sau đó ra lệnh cho anh ta kể tên các cấp chỉ huy của mình, từ tiểu đội đến trung đội, đại đội. Anh lính nọ đang kể rất trơn tru, bỗng dưng tắc tị, đứng ngây ra như phỗng. Ngài Tổng Chỉ huy giận lắm, nói giản từng chữ, người lính không thuộc hết tên các sĩ quan của mình thì không thể gọi là người lính. Nói đoạn, ngài lên xe đi thẳng, không thèm kiểm tra nữa. Viên sĩ quan quân nhu trung đoàn chúng tôi có kể một câu chuyện như sau, thật đến khổ vì những lần kiểm tra ấy. hồi tôi còn là trung úy, tôi cũng phải cố tìm cách học thuộc tên các binh sĩ của đại đội tôi, thậm chí tôi phải đóng một quyển sổ riêng, ghi tên tuổi và đặc điểm của từng người vào đấy để học. chẳng hạn, Ahmed Boiler, da ngăm ngăm đen, mũi tệt. Ali Metopli, mắt xanh. các binh sĩ thì suốt ngày ngồi nhầm tên các sĩ quan, như tụng kinh vậy riêng có anh chàng mê mết làng ê mết là tôi dạy thế nào anh ta cũng không thuộc được anh chàng này là người thôn quê cả đời chẳng bao giờ ra khỏi làng mà tiếng là sống ở làng hắn cũng ít khi có mặt ở làng lắm hắn phải đi chăn xúc vật nên suốt ngày chỉ quanh quẩn trên núi mãi đến ngày bị gọi đi lính hắn mới biết mặt mũi thế nào là tình tính tình hắn rất hay lúc nào hắn cười trông chất phác dễ thương lạ thế nhưng sức khỏe hắn thì ít ai bì kịp. Hắn cao một thước chín, khẩu liên thanh nằm trên vai hắn trông cứ nhẹ tênh, cái gì ở thành phố đối với hắn cũng đều mới lạ, nên cái gì hắn cũng muốn biết. Chỉ nhớ hắn không nhanh, nhưng được cây đã nhớ, thì chắc như đóng đinh. Hắn có thể nhắm mắt lắp xong khẩu liên thanh trong đúng có bầy. Có lần tôi theo dõi đồng hồ mà, suốt ngày hắn cứ ôm kè kè khẩu súng, như đứa con gái khư khư con búp bê ấy. Lúc hắn tháo súng ra lau, bàn tay hộ pháp của hắn cầm các bộ phận của súng trông cứ như ta cầm đồ chơi vậy. Các bạn cứ tưởng tượng là bàn tay của hắn to đùng gấp đôi tay tôi. Thú thực là tôi rất quý Mê một anh chàng rất khá. Một hôm, có một đô vật nổi tiếng đến chỗ trung đoàn chúng tôi chơi. Anh này trổ tài đấu vật với Mê vì không có kinh nghiệm đấu, nên Mê chỉ tự vệ. Hắn cứ vừa lùi vừa cười như đứa trẻ còn anh chàng kia thì cứ nhảy hết bên này sang bên khác, lăm le xông vào trực chụp lấy hắn. Nhưng anh ta cứ nhảy như con choi choi tê suốt một tiếng đồng hồ mà không tài nào quật ngã được mê Cuối cùng trận đấu phải coi như hòa, đã chót kể về mê nên tôi phải tiếp tục câu chuyện. Vậy là tôi không tài nào làm cho mê nhớ được tên các sĩ quan chỉ huy. Hắn cứ lẫn lộn hết cả, chỉ huy quân đoàn hay chỉ huy trung đoàn, đại úy hay đại tướng, hắn không làm sao phân biệt được. Này chú em, chú ý đây này, ta bắt đầu từ binh nhất nhé, anh ta tên là gì? Tôi hỏi mê mét, hắn chớp chớp mắt trông rất tội, cố nghĩ, rồi kêu lên, mê mét Ali. Không phải, mê mét Ali là trung sĩ chứ, thưa ngài chỉ huy, tôi không thể nào nhớ được, hắn nói nghe rất thương hại, thôi được, cố gắng lên một chút, chú em ạ. À. Bắt đầu lại từ đầu nhé. Tôi với mê mết đánh vật với nhau như thế suốt hai tháng trời mà rốt cuộc vẫn không ăn thua gì cả. Sao tôi phải bắt hắn mỗi ngày học thuộc cho tôi một tên thôi? Chẳng hạn, hôm nay học thuộc tên của vị chỉ huy tiểu đoàn, mai thì tên vị chủ huy trung đoàn. Nhưng chỉ được hai hôm, đến ngày thứ ba thì hắn lại nhầm hết cả. Tôi bắt đầu cáu, còn hắn, tuy to xác, nhưng những lúc ấy e thẹn như con gái, cứ cúi gầm xuống đất, mặt đỏ bừng. Tôi chả biết làm thế nào cả thưa ngài chỉ huy, hắn bối rối nói khẽ, mà hôm ấy lại đúng hôm trước ngày kiểm tra mới nguy chứ. liệu đấy, mềm mết à? không khéo vì anh mà tôi và cấp trên của tôi bị ngài tổng chỉ huy sạc cho một trận cũng nên. tôi không hiểu anh ra giống người gì nữa. cái đầu anh hình nứ không phải là đầu, mà là cái dây bột thì đúng hơn. đổ cái gì vào là lọt đi hết. vô phúc anh bị ngài tổng chỉ huy gọi lên thì lúc ấy anh mới biết. lúc này tôi đã cáo thực sự. Sáng hôm sau, đại đội tập hợp rất sớm, tôi lo đến nỗi không dám nhìn về phía mê mét nữa. Ô tô của ngài tổng chỉ huy đã đến rồi. Tôi thấy cửa ô tô mở ra, vị chỉ huy trung đoàn đứng nghiêm chào, rồi bắt đầu báo cáo. Sau đó lại đứng nghiêm chào, ngài tổng chỉ huy bắt đầu đi dọc theo hàng lính. Bỗng ngài dừng lại đúng ngay trước mặt anh mê mét làng Emet. Tim tôi như ngừng đập, tài họa sắp giáng xuống đầu tôi rồi đây, tôi cảm thấy nứ cả đôi ủng. Lẫn chiếc dây lưng và chiếc đai kiếm đều siết chặt lấy người. Tôi liếc mắt về phía Mehmet, hình như hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngài Tổng Chỉ huy nhìn thẳng vào mắt hắn và bảo, anh hãy nhắc lại nội dung bản khai của anh. Tôi, Hassan Mehmet, sinh năm, làng Emet, quân đoàn 5, sư đoàn. Trung đoàn, tiểu đoàn 3, đại đội 2, trung đội 1, tiểu đội 1. Tôi thầm khấn thánh Allah cho Ngài Tổng Chỉ huy chóng chuyển sang người khác tên binh nhất của anh là gì Ali ysuf trung sĩ của anh là ai osman hư dưa còn hạ sĩ hassan winteken còn sĩ quan trung đội huy sen chỉ huy đại đội đại úy mét anh chàng mét của tôi hình như quá xúc động hắn cứ tuôn ra một chàng hết tên này đến tên khác ngài tổng chỉ huy chưa kịp hỏi hắn đã trả lời rồi chỉ huy tiểu đoàn là ai ngài osman còn chỉ huy trung đoàn Mehmet emet trả lời ngay lập tức không chút ngấp ngứ. Ngài Tổng Chỉ huy có vẻ bằng lòng anh lính nhanh nhỏ lắm. Ngài nói với hắn, cảm ơn, đoạn ngài quay sang viên chỉ huy trung đoàn bảo, ông hãy tiếp tục kiểm tra lấy. Rồi lên ô tô, phóng đi thẳng, sau khi có hiệu lệnh giải tán, tôi chạy ngay đến chỗ mê mét. Này, mê mét, sao chú mày to gan thế hả? Mê hết cúi đầu, mặt đỏ dư, thế nào, chú mày trả lời đi chứ? Thưa Trung úy, tôi có lỗi. Nhưng biết làm thế nào ạ? À? Tên ngài Chỉ huy sư đoàn và ngài Tổng chỉ huy thì tôi nhớ kỹ lắm, nhưng các ngài chỉ huy khác thì chỉ nhớ được tên người nào là nói bừa tên ấy. Chà, chú em mê mết ạ, à. thế mà chú mày không luống cuống thì giỏi thật. Thưa trung úy, đâu có ạ? À? Lúc ấy tôi lú lẫn hết cả. Ngày trung úy là người quen mà đứng trước trung úy, nhiều lúc tôi còn không nói được câu gì, nữa là đứng trước quan lớn tổng chỉ huy. Hồn vía tôi bay đi đâu mất cả thế là tôi cứ trả lời bừa tăng tít xin thánh Ala thứ tội cho con may mà quan lớn chẳng biết ai vào ai cả chân thành cảm ơn độc giả thân mến đã dành thời gian quý báu để lắng nghe câu chuyện ngắn của chúng tôi trên kênh YouTube sự ủng hộ và sự quan tâm của các bạn là nguồn động viên lớn là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các bạn chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng câu chuyện đã chạm đến trái tim của các bạn và tạo nên những cảm xúc đặc biệt việc chia sẻ và kết nối qua câu chuyện là một hành động ý nghĩa và chúng tôi cảm ơn bạn đã là một phần quan trọng của cộng đồng này những ý kiến đóng góp và phản hồi từ phía các bạn là động lực quan trọng để chúng tôi không mừng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa một lần nữa xin chân thành cảm ơn độc giả đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục gặp lại các bạn trong những câu chuyện sắp tới cảm ơn và chúc các bạn một ngày tuyệt vời